Hôm nay mình review một cái món ăn truyền thống của người Nhật các bạn ạ. Cái này thì nó có tên là bánh cá. Và bên trong nó là kiểu một cái loại nhân ngọt các bạn. Mình nói thật với các bạn là đến lúc mình lấy cái bánh này ra khỏi túi thì mình nghĩ là các bạn nào mà weebu hoặc là fan anime nhìn phát biết luôn, không cần phải giới thiệu. Và nói thật với các bạn là mình bước vào trong quán, nó xếp hàng nó đông và nó dai. Cả mua và cả đợi thì mất thêm khoảng 30 phút nữa. Chà đà! Bánh con cá. Thằng con tôi nó nhìn cái bánh này không chớp mắt các bạn ạ. Đưa đưa vào được ngực. Nhìn phát biết luôn là nhân gì các bạn ạ. Nó là nhân đậu đỏ chứ là nhân gì. Đồ ăn truyền thống mà cứ đồ ngọt của người Nhật là chắc chắn là có đậu đỏ. Đồ raiyaki cũng đậu đỏ mà bánh này cũng là đậu đỏ. Cái này có hai cách ăn nhá. Một là các bạn muốn ăn kiểu pari pari, kiểu giòn giòn ấy, thì các bạn cho vào lò vi sóng khoảng 3 phút. Còn các bạn ăn kiểu phua phua là kiểu mềm mại. Em ơi em thích ăn kiểu pari pari hay kiểu phua phua? Bye bye. Ta-da! Có giòn không? Nghe có giòn không các bạn? Nóng, nóng, nóng các bạn. Nóng, 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 nóng. Ui. Mình sẽ ăn thử nhá. Nó có nên cắn vào cái đầu không nhỉ? Cắn vào cái đuôi trước đi. Nó thật với các bạn là nó đẹp quá, mình không đỡ ăn. Các bạn tôi thật là nó đẹp quá, nhìn không đỡ ăn thật. Ngon nha. Mình hay ngấy mẹo em ạ. Cái vỏ bánh này thì nó làm giống cái vỏ bánh của bánh đồng xu ấy, 500 ấy mọi người. Bánh đồng xu ở Việt Nam ấy, hot trend một thời ấy, cái vỏ bánh thì là giống vỏ này. Nó một cách công tâm ấy thì cái vỏ bánh được làm từ trứng và sữa, khá là thơm và ngon. Nhưng mà cái nhân của nó ấy thì được nhồi vào hơi nhiều và nó bị ngọt quá các bạn. Nhưng mà các bạn nào mà ăn đồ raiyaki thì sẽ biết đó là cái bánh của Dojemon ấy, thì các bạn sẽ biết đó là người Nhật ấy thì thường là nhân đậu đỏ bên trong người ta cho rất là ngọt. Ngọt lắm các bạn ạ. Được. Khi mà cái vị ngọt nó đỉnh điểm trong mồm nhất thì các bạn nên uống một hụm trà vào. Nice! Đây này, các bạn. Thi thoảng các bạn sẽ gặp những cái hạt mà nó vẫn còn để lại nguyên vỏ như này. Ăn nó rất là lạ nhé. Chảy hết nước dãi rồi. Nó thật là ngon thì theo mình là cũng ngon nhé. Cũng ngon chứ không phải là không ngon nhé. Cũng ngon. Và đặc biệt là rất ngon khi mà chúng ta uống kèm trà. Trà càng đắng càng ngon. Nhưng mà mình vẫn không đủ dũng khí để cắn vào cái phần này các bạn ạ. Nhìn tôi đã thấy tắt lên cái độ ngọt rồi. Ok, mình lấy hết dũng cảm để mình có thể cho cái này vào mồm thôi. Ăn thật, nuốt thật đấy, không lại bảo là ông ăn xong ông nhè ra. Không có chuyện tôi không nhè đâu. Nếu như mà các bạn ở Nhật thì chắc chắn các bạn sẽ gặp cái kiếp nạn mua đồ bởi vì là cái gói kẹo nó đẹp. Nói thật thì đây là cái gói kẹo sô-cô-la mà tôi mua bởi vì là nhìn nó tởm các bạn ạ. Các bạn nhìn đây này. Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn đây tôi không nghĩ đây là sô-cô-la đâu. Tôi nghĩ nó là cái... Nhìn cái túi kẹo này ngay lập tức tôi nhớ lại cái clip mà mấy cục ức nó bị tắc. Xong rồi nó chửi nhau ấy các bạn. Giống vãi đái luôn thề. Tôi thề với các bạn luôn là nó thiết kế một cái bao bì mà thề thô bỉ vãi cả cước. Chưa kịp bóc ăn review thì vợ mình đã lấy ra ăn trước rồi. Bên trong này nó có rất là nhiều những cái hình thù này. Đây các bạn này, thiết kế với cái vỏ như này thì làm sao mà người ta không nhầm được. Nhìn đây, sô-cô-la ngập trong sô-cô-la. Rồi, sô-cô-la xin chào. Nói thật với mọi người là nhìn mấy cái bao bì kiểu này tôi không thể nào mà có những cái suy nghĩ mà nó trong sạch được các bạn. Không để các bạn đợi lâu nữa, bóc ra ăn thử luôn. Ui, mùi sô-cô-la các bạn ạ. Nhìn nó khá là giống Choco Pie phiên bản thu nhỏ các bạn. Ngon nha.
Mình không biết phải giải thích như nào, nhưng mà bên trong nó như kiểu là bánh sô-cô-la ấy các bạn. Ăn như kiểu bánh sô-cô-la ấy. Xong nó có mấy cái hạt sô-cô-la bên trong nữa. Lưu ý nhé, là cái này ấy, cầm trên tay nó chảy rất là nhanh. Chảy nhanh lắm, mình cầm có mỗi tí thôi. Chảy nhanh à, cực kỳ nhanh, mình mới đổ tay nhá. Mà là nó đã ra rồi. Đấy, chảy nhanh lắm. Bạn nào chuyên ngành sô-cô-la này có thể là cho mình biết được không, tư vấn cho mình được không? Cái này nó chảy nhanh dã man luôn ấy. Vị sô-cô-la rất là nồng, nhưng mà ấy, nó lại rất là ngọt các bạn ạ. Ngọt lắm, nó ngọt như cái bánh đậu đỏ ngày hôm qua ấy. Nên là các bạn nào mà ăn được ngọt hãng mua nhé các bạn nhá. Nói chung thì theo quan điểm cá nhân thì đây là một cái loại sô-cô-la, bánh sô-cô-la khá là ngon ở cái đầu tiên. Còn cái thứ hai ngon hay không thì mình không biết. Thật là cảm giác.